Ok, thì như tiêu đề mọi người thấy thì chúng ta quay lại cái bí cảnh này ha. Anh nào bơi chè trở lại cho nên là cũng phải làm gì đó chứ đúng không? Rồi, việc đầu tiên nè. Cát, đồng hồ là thứ mình cũng đang cần nâng cấp này. Ừ, và dòng phụ rất là ngon này. Chỉ là dòng chính không ngon nữa. Cái ly. Ly Furina. Ly Furina không ta? Thôi thử cũng được. Rồi ngày đầu mà. Còn cái này ly ly phong đi, ly phong đi, double crit cho mình mừng xíu. À, ok. À, quên. À, mình lâu quá không farm cho nhân vật hệ phong, mình quên. Em chào cô. Em chào cô Farizan. Cô Cô hãy gì? Tiền bối. tiền bối Farizan, hãy cho em xin một cái món thánh di vật thật là ngon nào. Đó. Cái này tính là ngon không nhỉ? Cái này tính Ngon cho HP. người khác hả? Ừ, ngon cho người khác. Cũng hợp lý chứ. Thì cũng ngon mà đúng không? Nhưng mà học cùng học phái cũng được gọi là cô được. Này giữ người ta chắc không nhỉ? Ok. Này Hay nâng này. thử vui vui được. Ừ, này nâng thử vui vui được. Này hay này. Nâng lên 4 gọi vô crit hay không chứ mọi người như video trước thì là cái hoa của mình khá là hoàn hảo rồi. Nên là không cần. Đó, đúng xét rồi này. Đúng dòng chính này, đúng một dòng hai dòng phụ này nhưng mà hai dòng phụ còn lại nó hơi xú nhờ. Đó, tiền bố của em đó, Thì hai dùng ngự. bắt đầu đúng rồi đó, bắt đầu đúng là được rồi, bắt đầu đúng là được. Cái này là của Furina này, ok. Mình có sát thương bạo không? Không. Cái HP này thì mình cần tinh thông hơn ha, cho nên mình sẽ không nâng nó lên. Còn có cái gì mới bên này không? Có cái này. Thì mình nhớ là một cái hoa, nâng cái hoa trước đi ha. Cái đồng hồ khóa kìa, đó Biết mình biết. khóa khóa ừ. Nâng cái này coi, đối gì? Mãn. Lần đầu hụt rồi đó, giờ coi hai lần sau có hụt hay không. Lần này thì nó low roll nhưng mà nó trúng. Cho mày một cơ hội nữa. Ok, mày là rồi đó, ok. Nhìn nó đi Đó. chứ ai biết nó cộng 12 đâu em. Thì ba dòng toàn flash mà. Thấy cái này. Cái phòng ngự cũng bỏ luôn đi ha. Rồi, giờ mới là cái món ultimate phòng ngự nè. Tiền bối kiếm ra được cái này, tiền bối nâng thử, nâng thử coi ra cái gì ta, không biết nữa, thử ha. Vô. Wow, em lên 20 cho anh, Thử 100 điểm đang chờ em. ha, có Dư Hưng nói hay không. À không, nó Ủa, cũng phòng ngự tệ á, nhưng mà nó ok. Ngày đầu tiên thì như vậy thì phải chịu thôi. Mong những ngày sau sẽ tốt có hơn. ai đó scale theo tấn công và phòng ngự không mọi người? À, thì có Ai Abedo với đó? lại Chiyori ấy. Chị Gian cũng được á. Cái này là cái em đang khó nâng cấp nè, vì cái nó em khá mạnh mà. Mà kệ không sao. Còn lần này nó không cho đúng đồ luôn. Rồi cái gì? Rồi cái gì đây? Wow. Cái gì nữa Wow. đây? Rất 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 nhiều tinh thông trong set tinh thông, nghe có nhìn có vẻ được. Ủa? Ê, cái này y chang nhựa đầu tiên mà ta. Cái này khác gì nhựa đầu tiên vậy? Ờ thì ok. Ok. Nó không cho đúng set luôn rồi mọi người ơi. Em có hơi cạn lời nhé. Ý được cái tấn công này, tỷ lệ này. Ừ, được cái hoa này. Và cái hoa mình 40 CV rồi. Đây cái hoa. Ôi. Quay. Thì giữ ấy nhưng mà quay lại thêm cái hoa nữa.
Rồi cái này mà nâng cấp thì chắc nó cũng quỷ lắm rồi. Thiệt này. Thiệt đấy. What the hell. Wow. Why. What happened. Ok lần này là một cái lồng. Ok. Này 4 dòng tính không nguyên tố chắc thử được ha, được được ha. Đường này Tây Phong cầm được rồi. Ok vậy bỏ thì bỏ. Còn cái này thì bỏ. Đường này thì nó không có gì luôn. Ok, nó phòng ngự này. Tấn công với tinh thông dòng phụ này. Bỏ. Chịu. Có cái đồng hồ này. Double crit nữa thì hợp lý này. Rồi sao hai cái này gần như y chang nhau về dòng ba dòng vậy hả? Ba dòng y chang á chị. Đó chị. Ừ. Cái dòng tỷ lệ hiệu quả nạp y chang nhau rồi, chỉ khác mỗi dòng HP flash là nó khác roll thôi á. Rồi cái này là cái gì đây? Ok. Well. Ê, chúng ta có hai cái hoa. Thì tuy là mình có đồ nâng cấp rồi nhưng mà chắc là mình sẽ không phàn nàn nếu mà mình có một cái 50 CV thôi ha. Cho nên là rồi lên này 4 thử đi. Nó cũng tấn công á nhưng mà được đấy. Mà nhưng mà không phải tấn thôi, đúng không? Ừ, nó là còn lại ra cái gì nè. Một hit vô này. Min này. Ừ, nhưng mà tiếp được. Hai hit này nạp này. Mày cho mày một cơ hội nữa, không được thì thôi. Ba hit vô nạp này. Mày là cái quần què, mày là cái quần què vậy. Tao có tới tận. Tao có cái này, tao không có cần roll mày nữa. Ai à, rồi. Còn này này, này thì promising hơn này, all in là all in luôn này. Không có điểm yếu đúng không? Có một điểm yếu, ừ. Đó tính là nếu mà all in tấn công vẫn tốt. Anh nghĩ là mình nên tiếp tục. Ừ. Not bad, not bad. Wow. Wow, wey. Nó 30 CV nhưng mà nó roll khá là tốt. Nhưng mà so với cái này thì như thế nào vậy? Và đam thì chắc chắn là nó hơn rồi đó. 19 là 41 đúng không? Ừ. Còn kia là 30 nhưng bù lại em có được 13 tấn công. 9 tấn công cộng thêm. Ừ, để mình cân đồ thử ha. Mọi người chờ mình 5 giây. 5 minutes later. Ok, thì sau khi ngồi test build lên trên Akasa thì cái hoa này khó dùng ha mọi người. Tại vì con môi trệ nó thuộc lại là không có cần, nó càng nhiều crit rate mà dưới 100% càng tốt á. Có nghĩa là mọi người càng gần 100% crit rate càng tốt. Cho nên là yeah, nó không xài được cái hồi nãy. Tại vì nó bị làm giảm con cái crit rate của con môi trệ xuống quá. Hơi buồn nhưng mà chúng ta có một cái hoa để xài được cho nên là nó khá là promising cho những ngày sau ha. Ok. Ý là những ngày sau sẽ không có những món như thế. À, ông chù đi. Mấy ngày sau tôi tự thấy tóc bột môi trề là ông lại khóc nè. Ồ, hai đồ này. Ok. HP này. Vua thủ luôn. Cái này không có thể nào. Đồ của Hạo rồi. Cái này chỉ thua mỗi phòng ngự. cái này thì phòng ngự. Gì đây? Tại bông hoa. Ok, bông hoa này ít nhất nó không mạnh đi ha. Cái đồng hồ này nó quá không có gì để nâng luôn. Ê, nhiều khi anh cảm giác á là một tự nhiên của mình đã không ham độ mạnh vậy. hai đồ đúng rồi đó, nhưng mà để coi dòng phụ như thế nào đó. Hiệu quả nạp này. Con môi chè của mình mới biết nó là boss support luôn. Lại đúng đồ này. Ok. Có vẻ chiều hướng cũng đang tích cực. Ok, hợp lý. Cũng được. Mặc dù hai dòng kia nó hơi kỳ nhưng mà cũng được á, bắt đầu có tiến triển. Ok. Có cái ly này. Ê, cái này ba dòng tốt phết nhờ. Ok, thử nâng được.
Còn này HP này dục được chúng ta có cái hoa tinh thông farm cho farm cho môi trời tôi có được ủa hả gì cũng có gì cũng ok vậy hơi nhiều tinh thông xíu này. Cũng được á chứ. Để mình so sánh với cái cookie cái coi. Được á chứ, nhưng mà để coi cookie nó phải đang cầm kiểu như chênh lệch 1-2 tinh thông thì mình có thể đổi được. Ở hợp lý ấy chứ. Tí này. Hợp lý này. Cái này cho cookie xong cái tại vì nó chỉ để không phải cái này luôn. Cái này nó tăng HP hẳn là nó có thêm hiệu quả nạp này, với lại có chỉ ít hơn 2 tinh thông thôi. Và con cookie của mình nó đã trên nó nếu mà cầm với lại hai thảo thì nó đã trên 1000 rồi nên cũng không có vấn đề gì ha. Wow, và thế là cookie Sinabu cộng 1 à. Đừng hỏi em, em cũng chịu. Cái cảnh này lý do mà em không muốn farm tiếp nó là vậy đó. Em đang đợi cháp. Rồi vậy tại sao anh lại farm tiếp? Thì rerun môi trời thì mình cũng phải làm gì đó chứ đúng không? Làm sao mà tự nhiên bỏ mặc cái con em sim được. The next day. Có cái đồng hồ này. Rồi. Thì mày đúng dòng chính rồi đấy. Những cái dòng phụ cho ta double crit luôn. Ủa, ba đồ này. À, sao toàn đồ mình có rồi mà nó đang mạnh nữa vậy? Ok. Tinh thông luôn, ok. Cái này nâng vui đi ha. Mình có cái mạnh hơn trong video trước rồi nhưng mà gian nâng vui cũng được. Có cái lông này. Ừ mà nó sai set đấy. Cái này mà set kia thì mình nâng thôi. Ba dòng đẹp thế á. Lại hai đồ đúng set này cũng ổn nha. À sao cái dòng nó cứ của set còn lại vậy? Ừ. Hơi lạ. Cái dòng nó của set khác chứ set đúng. Ờ thì đúng đồ là tốt á, nhưng mà có đồ để mình nâng cũng được mà. Từ này thì sai set luôn nè. Hay á, hay. Ok. Thì sai luôn dòng. Sai set sai cả dòng, chịu. Oh. Biết vương. Ok, mém được. Cũng mém được luôn. À, mém này, hai lần mém, ok. Hay á. Ok, lần này chúng ta có một cái Leon set. Để coi có gì đây. Thằng sát thường nguyên tố thủy. À, không, no. Giờ nó sai set luôn. Wow. Ok. Cái này 21 tinh thông, suy nghĩ được, thật ra suy nghĩ được. Ok. Cái này thì không. Vẫn sai đồ, ok. Hay ấy. Hay luôn. À, 10 điểm. Ồ, ít nhất cũng được cái hoa đi, ok. Mặc dù không cần nâng cấp cái hoa nhưng mà ít nhất cũng có đồ on set đâu mọi người. HB này, ok. Tấn công luôn, mạnh. Cái này nó mà tấn công double crit thì cũng có thể xóa được rồi, nhưng khóa được rồi nhưng mà không phải chịu. Là bị sai set luôn. Hay ghê chứ. Còn double phòng ngự nữa. Wow. Vẫn sai set. Và vẫn phòng ngự cái thứ nhất. Cái thứ hai sát thương nguyên tố băng nhưng mà nó không có crit. Ừ. Tôi ổn. Ok. Vâng. Ok. Ok, ít nhất lần cuối cùng nó cho một đồ đúng set rồi. Nhưng mà hai cái HB gì đây? What? Sao có hai cái HB đây?
Được cái cát. Ok, hôm nay có đồ nó bắt đầu để đỡ. À, đúng, 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 đúng là nói trước bước hôm qua mọi người. Lần này y chang lần thứ nhất luôn mọi người. Như mọi ngày. Và lần này, và lần này tinh thông. Ừ, và lần này tinh thông, ok. Ồ, oh, hai độ nãy, ok, ok. Này lên 4 được này, cũng được, cũng được, cũng được. Mình nâng vui đi ha. Nâng vui đi, nâng vui đi. Chơi chung để em buồn em. Em cứ tháng mà tiếng á. Ừ, ừ, đúng trước đã nha. Thôi thôi thôi, bỏ qua bỏ qua bỏ qua bỏ qua. Ok, bà nó vô tấn công mà bỏ vậy ạ. Rồi giờ chúng ta có cái ly. Cái ly sát thương nguyên tố nham đầu tiên mà mình thấy là nó không có tinh thông á chổng. Thôi nghe mọi người. Thì đúng không? Đúng rồi, đi thì đó ai cãi gì đó. Ừ. Đấy là cái ly này phải vô hết. Đấy là cái ly này phải vô hết sát thương bạo là tất cả dòng đều chơi được cho trong ly luôn á chứ đúng không Hưng? Ừ. Thử đi. Chắc gì vô sát thương bạo ta. Ui. Tiếc nha. Ừ, hơi tiếc. Nhưng mà nó vẫn mạnh đấy chứ, thật ra nó không yếu. Đúng không? Cái này, cái này có thể dành cho mấy nhân vật ví dụ như là Noel cũng được, thật ra nó không tệ. Từ từ để sọt mấy cái ly sát thương nguyên tố nham mình có gì. Cái này thì nó 35 thì 30 thì không nói rồi ha. Và cái này cái ly thứ nhì. Ok, giữ được, giữ được. Đấy đúng set này. Ok. Cái này chắc mình không nghĩ mình thử ha, dòng phụ hơi tệ. Ok ok. Cái này cũng y chang. Mình đang đâu có build cây da đâu. Chúng ta chơi Faruzan vật lý nè mọi người. À rồi, dục luôn. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Rồi giờ tới thứ tà đạo này. Mày mày lại. Có gì nâng luôn không? Vô. Ok, ok, dục được, dục được, dục, 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 dục. Là thay lần nha, ok. Hôm nay không có Hưng thì liệu có gì ngon ngon không nhỉ? Không. hiện tại là không. Cái gì đây? What is this? Sao lúc nào chuyện này có xảy ra vậy? Cái này nữa. À, chán thiệt chứ. Nó đúng dòng chính rồi đó nhưng mà hơi tiếc, hơi tiếc, hơi tiếc, tiếc. Có thể thử được. Ừ, có thể thử được. Này mày sẽ vô cái gì? Ok ok, nó lệch, nó lệch, nó lệch. Bỏ bỏ bỏ. Hey, hơi quá. Nó mà vô cái mạnh là hơi 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 căng, hơi căng. Ê, mình bye.
Nó không đủ tốt rồi mọi người ơi, nó là hai lần rồi, tiếc thế, buồn dễ sợ đó. Lần cuối đi, coi như là pay respect. Press F to pay respect đi ha. Ai da, buồn. Hôm nay là một ngày buồn. Nó không có gì, nó vẫn còn đỡ hơn lại cho hy vọng xong rồi nó kéo mình tuyệt vọng. Ừ, 27 CV không đủ tốt, nó yếu hơn so với cái hiện tại của mình. Ồ. Gì đây? Cũng hiếm. Gì đây? Cũng hiếm. Nhưng mà thường 4 cái thì toàn rác á. Ừ, như mình dự tính nhưng mà cũng hiếm ha. cũng hiếm. Ok, giữ được đi ha. Ok, cũng được đi ha. Ok, ok. Sao nghe giọng tiếng nói vậy? Thì cái tỷ lệ nó ra nó không nhiều. Yeah. Ok, ok. Hai hoa này, mình không có cần hai hoa lắm. Nên thử cho vui đi, nhưng mà mình không cần lắm ha. A lot of damage. Thì nó không tệ. Yeah. Ừ thì nó không tệ thiệt, đúng không? Ây da. Wow. Ây da. Wow. Làm nhanh. Ok. Ok, mạnh. Trận cuối của ngày này. Nên có mạnh nhớ hơn, đắp bộ phòng ngự này. Wow. Double phòng ngự, double HP, rồi thôi, hết ngày. Hết ngày. Vui. Ê, đồ này, có đồ này. Ok. HP này. Nhìn nó ra, cái chân ra xong cái. Ok. Thêm đồ này. có cái nón này. Vẫn hai cái nón hả? Ế, tinh thông này. Giữ được, giữ tạm được. HP thì bỏ ra. Ồ, hai cái ly này. HP phần trăm này. Thằng sắc thương nguyên tố thảo này. Này cho mẹ nuôi nó chứ không phải cho nó nha. Ủa. Ừ, khó mạnh lắm. Ừ, thì khó mạnh lắm nhưng mà cứ nên cho vui. Cho tấn công. Ừ, thôi, không được. À, từ. Yeah. Món này nữa hả? Còn cái tà đạo này mình farm off chim. Đây mình farm off chim này, cái đồ tà đạo này nâng thử ha, nâng thử cho vui ha. Nè, nó ra 40 CV rồi. À, 40. Wow. Ok. Hên. Một cái hoa này. Wow. Cái gì đây? Mạnh đi, mạnh khùng. Lại hoa. Quá nhiều hoa. Cái này nó cũng khó thể mạnh hơn được cái hiện tại của mình cho nên bỏ đi. Ok, có cái mũ kìa, mũ crit ray, crit dam không? Tấn công crit. Cái lông thì cũng được. Nhưng mà giờ nó phải là double crit, có tấn công thì may gì. Ok, chịu. Ok hả? Vô. Ồ. Bang.
Mà con nào chơi chưa? Con nào chơi tám? Con nào chơi 82 tinh thông? Mà để ý một điều nha, cái này hợp lý luôn. Nếu mà em lên được 100 điểm là hợp lý luôn á. Thì mà cho ai giờ, ý đó là hiện tại cho ai ta? Giao giao chăng? À cũng hợp lý. Nếu mà giao giao thì maybe. Thử đi, nếu được 100 điểm thì giữ, nếu không được thì chụp ha. Đó, đã áp lực cho mày nè. Vô. Rồi đó, nó là trời ơi. Thằng này áp lực không tạo thành kim cương rồi, cái này áp lực bước là sọt rác rồi. Ok, hai cái ly. Liệu có cái ly nào là ly phong không? Để coi. Một ly hỏa này. Và một ly băng. Ly băng lại xem xét được. Không. HB. Ba cái thì thường là cái tỷ lệ nó ra đồ ngon không cao. Một cái đồng hồ này. Một cái lón. Cái này là thứ mình đang cần nhưng mà nó không phải set, nó không đúng set. Ok, không có gì hết. Nhựa cuối cùng và hai món Komochi. Ok. Này có sát thương bạo, suy nghĩ được. Ok ok. Rồi cái này có liệu sát thương nguyên tố phong hay không này. Không, và nó phòng ngự. Cái này thì chắc để sau đi. Giờ chúng ta nâng cái này lên cộng 4 trước coi nó ra cái gì cho sát thương nguyên tố băng này. Cái bạn đã ra HP cho nên chúng ta dục được ha. Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi cái lông thôi. Và sẽ quyết định xem là con môi chè của mình có đồ nâng cấp hay không. Ô, nó tỷ lệ bảo kích thực này. Bây giờ chỉ cần là nó all in sát thương bạo tỷ lệ bạo thôi là chúng ta sẽ có một cái nâng cấp cho con môi chè. Nhưng mà mình đang không đặt quá nhiều hy vọng cho cái này lắm. Tại vì mọi người chúng ta đều biết cái lớp của mình như thế nào mà. Lần đầu tiên nó ổn này. Nó cũng 6.2 nhưng mà nói chung là nó có vào. Lần thứ hai cũng vào này, ok. Hiện tại đang khá là ổn. Giờ đó như mình dự tính nè, nó vô phòng ngự. Bây giờ liệu nó còn vô cái tiếp theo không? Cứu không? I mean it's alright, like. Đó, vậy đó Loron nữa. 5 chấm mấy á, cho nên là so với cái hiện tại của chúng ta thì cái này chúng ta không thể sử dụng được ha. Hơi tiếc nhưng cái này tấn công cao hơn và nó còn 21.7.0 nữa cho nên là cái này chúng ta không thể sử dụng được. Mặc dù mọi người nếu chưa có thì rất nên sử dụng cái đó ha. Nhưng mà con môi chèn của mình nó gần như hoàn hảo rồi. Và kết quả của video này là chúng ta không thể thay thế cái nón với lại cái ly cho môi chèn. Và cái còn lại thì cũng không có kiếm được cái đồ nâng cấp luôn. Hơi tiếc.